Hi, welcome back to my channel. Start kìa go. Ok. Let's go.
I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Thank you.
Oh my god, chạy thôi. Oh my god, quên không là cái mũi kia rồi. Đâm ra bị công an bắt mất. Ok. Và mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo. Let's go. Fight gods. Ready. Go. First. Double kill. Double kill. Double kill or triple kill. Double hit. Triple kill. Quadric penta kill. Okay.
trong thư viện đó của mình nào. Thế thì mình sẽ làm cho thằng Phu luôn. Ok. So let's go. Little stress. Khá là to, anh ta lên nhanh thật. Ok, lại nào.
Okay, let's go. Go see. Không chạy nổi luôn. Wow. Khá là nhanh. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Hello Label. 2 and 6. Và trong cái game này thì các bạn sẽ phải đi tìm những chú thú không? Ở đây thì đã có 13 chú không? Các bạn sẽ chỉ tìm 3 chú bông nữa thôi là các bạn sẽ chuyển sang phần 2 trong chapter 1 này. Sẽ xem khẩu súng đang ở đâu. Tiếp tục các bạn sẽ trèo lên cây vậy và bắn hạ tiếp một chú chim ở trên cây này. Trèo lên cũng hơi là khó nhé, các bạn sẽ phải căng thật chuẩn. Oh my god, ở đây thì các bạn phải nhờ chú chim đó đưa các bạn lên đó. Ok.